Đêm nay là đêm của Đức Chúa Jesus Christ, tất nhiên là gia tổ giáo chủ Giáng sinh tại xứ Giê ở Palestine bây giờ. Hôm nay cái di hài của Ngài vẫn còn ở tại Jerusalem, là nơi thiên hạ tín ngưỡng ngưỡng mộ nhất, là những môn đồ đã theo đạo giáo của Ngài đến đó đang đảnh lễ tấp nập, nhất là đêm nay. Con đã xin nhắc cái đạo sứ của Ngài. Ngài là con của ông Joseph và bà Maria. Muốn nói cái đạo sư của Ngài ít nữa phải biết căn nguyên của cha và mẹ của người của Ngài. Ông Joseph và bà Maria là hai người tu sĩ tại đền thờ Jerusalem buổi nọ, gọi là đền thánh. Trong luật của ông Moses, tức là Musa, để lại thì những cái tu ấy, tu tại đền thánh ấy phải có đồ đạc, nhất là bên phụ nữ. Mà có cái luật đã định một cách ngộ nghĩnh là người con gái chỉ lớn lên được 17 tuổi, 18 tuổi thì hội thánh định thì phải có đồ bạc. Rồi cả thái tu sĩ đều phải chịu cái khoa mục, khoa mục dữ lắm, là đem băng để bàn thờ của Đức Kitô. Hãy băng nào của người nào mà trổ ra trước thì hội thánh định hôn cho người con gái đó. Con gái tới thành hôn rồi đó. Ông Joseph là cha của Đức Chúa Jesus đã 62 tuổi buổi nọ, còn bà Maria chỉ có 17 tuổi thôi. Tới lễ thành hôn, đang định hôn cho bà Maria thì cả thái các tu sĩ đều buộc phải thi hành y theo khuôn luật ấy. Ông Joseph ông đã già, người ta đem bông rồi này kia rồi lên ta để trên bàn thờ cốt yếu để ta cứ đặng vợ, nhất là bà Maria là một người đẹp đẽ lắm, đẹp đẽ một cách phi thường. Ông già Joseph ông mới tính, ông nói ôi mình già cả rồi, luật buộc như vậy thôi thì mình cũng làm theo. Già mới kiếm đi đâu cũng không có đồng hết. Ông thấy thiên hạ cúng cái bụng vệ đó đã tàn đã ứa rồi, liệm ngoài ông đi lấy bình vệ ra, ông cầm vô bàn không trong bông, trong bình bông ấy, rồi lấy có rồi thôi.
cái quệ nó bất nhân là hãy nó khô mà hãy nó gặp nước thì nó nở. Rồi ổng bị không phải cứu vợ. Thành thứ thì chồng thì già nua, vợ còn nhỏ. À, hồi ở trong đình thánh thì ổng lãnh ông làm cái nghề thợ mộc trong đền thờ thôi, biết có nghề đó. Vợ thì nhỏ tuổi, còn chồng thì già, nghề nghiệp gì kiếm sự nhai không đủ. Vợ chồng phải làm lụng lại với nhau vậy để sống. Bà thì có cái nghề mai giá đơn đang đắt hay lắm. Thank you.
Thằng Nhi Tri. Nó có nhiều cái dấu tích là khi bà Maria vừa có chữa ngài vô cầu nguyện trong đợt thánh, thì thiên thần đến hiện hình lên kêu nói cái đứng mà ngư đương có sanh trong bụng người đó, có trong bụng người đó sẽ là Chúa cứu thế. Bà Maria vẫn tin con như thế đó mà thôi. Sanh ra Đức Chúa Jesus Christ là con độc lập. Em thêm bốn đứa là ông Simon, em trai ấy, và ông Jean, kêu Jean Evangelist rồi đó. Sau đó tôi viết cả cái sấm tuyền rồi. Còn hai người em gái là bà Martha với bà Marie. Ông là lớn, tại trường Nam hết. Thành cái gia đình đó năm anh em. Mẹ thì nghèo, cha cũng nghèo. Có nhiều khi chính mình Đức Chúa Jesus Christ phải đi đậu nước từ sông Rô Đăng đó, đậu về giúp mẹ. Hiếu hạnh lắm. Vì có lần bất hiếu thôi, là năm 12 tuổi, đường có gì dẫn thuyết giảng đạo tại nơi đền thánh. Trong buổi lễ nọ, tới chừng ông với bà làm lễ rồi xong rồi ra đi về, thì ông có thấy Chúa Jesus Christ đâu. Chạy đi kiếm cùng hết ở thăm coi trong cái thân bạn có hữu của cô gặp hay không. Mà ai vợ đâu vô trong đền thờ đang giảng đạo trống 12 tuổi rồi. Chạy đi kiếm cùng hết. Không có cái chừng vô đền thờ thì thấy người ta đang ngồi ngay giữa, còn các vị bác sĩ đó đều bao xung quanh hết lại đang nghe nhà thuyết đạo. Bà Maria là bà mẹ giận quá, giận con bị báo hại, sợ đi lạc không thôi, đi mất đi. Rồi đi kiếm cỏ bộ cũng là nhọc nhằn lắm, để lo quá chừng ở đâu vô phiền tách. Con sao con có tội là với cha mẹ quá chừng, con làm khổ cha mẹ quá, con làm đi kiếm gì cùng khắp nơi hết. Ở đây dài lời nói là với bà Maria là bà mẹ. Bà đàn bà kia, bà không biết rằng tôi làm phần sự của cha của tôi giao phó hay chăng. Mà không phải nói làm sự đấy, nói cha đã là Đức Chúa Trời đã, bà tất nhiên Đức Chúa Tôn bây giờ đã vậy. Dưới đó lần đó thôi, rồi tới chừng mà về rồi thì thu thủy làm công việc trong nhà cũng như thế. Trẻ thường tình kia tới 31 năm 31 tuổi đi ra đằng phổ tế ra hành đạo cực ngọc lắm. Một đời của người ngài không có buổi nào hạnh phúc hết. Con chuyên hồi năm mà mới 17-18 tuổi lớn lên đó, thì ông Joseph ông lãnh cái cấp nhà của ông ta, rằng mà làm cấp nhà của ông ta lãnh tiền thợ láng tráng theo đó mà cắt cột của ông ta, cắt cục mất hết cây. Bây giờ hết thải cấp nhà đều hết thải, người con cây cột cũng đem dụng thiếu. Thì chúng bắt hiện
giờ anh kia ông rầu quá chừng có đâu thôi. Làm cái phép lạ đầu tiên hết là biểu ông cha. Biểu cha cầm ở đâu, anh kia còn tư cầm đâu, đằng này rồi. Cái ông nhắn nó ra nó dài lời. Rồi ông kia cũng nghe lời. Bây giờ cùng thế rồi, biết nói thiệt cái nói không. Bây giờ nó cùng nước, tôi cũng nghe lời. Ôm gấp một đầu, còn chú Christ ôm một đầu. Tôi kéo nó dài lại. Đó, từ đó trong nhà ông mới bớt cáo, chứ còn không thu em út riết lắm. Hiền từ lắm. Rồi bởi đoạn em đó, ăn hiếp cái kinh thôi. Vì có hai người em gái thì là thương luôn. Còn hai cái cậu trai chỉ là ăn hiếp lắm vậy thôi. Mà tội nghiệp ông Simon, ăn hiếp có ăn hiếp. Mà tới chừng người anh đó mà giác cây thánh giá anh đi lên Can Ve đó, đi lên núi Can Ve. Thấy gia nhập rồi theo rồi đỡ đỡ cái đuôi khán giá làm cho nghe bớt anh. Chung gánh với anh. Cũng tội nghiệp. Tới chừng lớn lên rồi đi giáo đạo. Thì hồi đó tại xứ Vĩ Đê hội thánh và gọi là các chức sắc riêng phong đó của hội thánh đó là Pharisee đó, một thứ đạo nữa là thứ Duy Đê, kiểu Duy Đê mà Duy Đê đó nó có ra một chi nhánh hội đạo, một chi nhánh nữa là chi nhánh Galilee, chi nhánh của Đức Chúa Giêsu mà đã vào đó đó, đang tu đó. Cái chi nhánh đó họ để râu, cái tóc, nên Đức Chúa Giêsu Christ để râu, để tóc là gì? Để phái đạo của ngài đó vậy. Nhà tu, em lúc khi mà ngài đã ra khỏi nhà rồi thì họ kể như ngài không có. Rồi hội thánh coi ngài cũng như thế, đúng chàng động cốt chỉ gọi tà mị khủng bố bắt bơ rồi nang ngài, cái án tử hình của ngài đó là hội thánh Pharisee lên án là chết trên cây thánh giá của ngài đó. Có tài của hội thánh mà những cũng đó đặng định an tử hình cho ngài, nó quá dễ là trong cái luật định ngài sa ba đó thì tội nhân tử hình để em xử phải để cho dân lừa. Cũng đám tử hình đó hay dân dưới đê mà nó lừa cái người nào đó thì người đó mới là chịu cái án tử hình mà thôi. Buổi nọ có trong cái án cái tội nhân mà trọng án đó vì có Đức Chúa Giêsu Christ và Baraba là anh tướng cướp cũng cố giết người, cũng lên án tử hình đó vậy. Rồi bây giờ đem nhà ra là với Baraba biểu dân chọn coi hai người nào mà phải sư tử, mà xin tha Baraba cộng Đức Chúa Giêsu Christ lên án tử hình, coi thử coi nhân tâm của thiên hạ một cách quái gở không có tưởng tượng được. Người hiền đáo để tất xem người cũng như Đức Chúa Christ cũng như con anh nhục, tức như con cừu kia đó, cừu thơ sinh đó, con ta không có một điểm gì mà đen hay phải hay là màu sắc gì khác, toàn tán đó vậy.
là người vô tội tự nhiên từ nhỏ tới lớn. Mà dân kêu cái án tử hình của người vô tội đó, nó tha cái kẻ cướp. Đời quá đi, một cái gương quá dị lắm vậy. Nhân tâm bao giờ cũng vậy. Vì có ngày giờ mà Đức Chúa Jesus chết trên thầy trên kỳ thánh giá ra, thì dân Syria, dân Pharisee, dân Rước ra cờ do Thái giờ đó, nó mới nhìn ngài là thánh mà thôi, chứ còn sống nó miệt xác là vì nó đại đọa quá lẽ. Trước khi lên cái thánh giá này, chịu đau đớn khổ não như thằng chịu khảo tra, nó đánh đập máu me cùng mình hay cái gì. Đi lên trên cây thánh giá rồi khát nước, nó đem một miếng bụng đá gì nhúng vừa mặt đắng đó, nhúng vừa mặt đắng để đưa lên để cho ngài uống. Một chén mặt mình cho uống, vì không uống khát quá đi, kêu là Calis ra, kêu thống khổ từ cái bụi xanh rồi giờ chót còn uống chén mật đắng rồi mới thúc linh hồn. Cả chức sách thiên không nhớ kiếp tu của Đức Chúa Jesus Christ mà 2000 năm thiên hạ đã nhìn nhận là Chúa cứu thế. 2000 năm rồi, giờ này hôm nay là cái người mà đã sanh ra chịu thân khổ vì là người thân hết, bị đau đớn, bị thân khổ vì là người thân hết, bởi là người mạt sát, khinh rẻ đại đọa hơn hết. Và sự thật cũng đã làm gì? Khốn khổ cho ai mà đã có lãnh sứ mạng thiêng liêng nơi Đức Chí Tôn, sự sứ mạng của đấng chí linh đó, không khi nào trong cái kiếp sống của mình hạnh phúc được. Chịu đau khổ, chịu mãi đầu những bạc đãi của nhân loại đó, nó đã thường tình. Đức Chúa Jesus Christ công mình thiên hạ đại đoàn. Đức Chúa Tôn hôm nay làm cái thân thể của ngài, đa số tưởng nó chưa xét bớt, rốt chuyện lụng lại thì cái khổ hạnh của chúng ta cũng phải chịu, cá nhân của chúng ta như vậy. Tôi căn dặn những điều khảo đảo, những điều khổ hạnh của các chức sắc thân hồn, tất nhiên thân thể của ngài phải chịu, là phải chịu mà thôi. Cái sứ mạng chịu cái thống khổ đó mà thôi. Đừng than gian, đừng trách móc, đừng thú tâm, bởi ngũ vị thiên liên đã dành để nếu đoạn tư tới phẩm gì đó phải chịu khao vật đủ thứ hết. Mà nếu như không có chịu khoa mục thì cái vinh giá của thiên liên của mình không có đánh giá gì hết. Nhớ điều đó, nhất là thánh thể Đức Chúa Tôn mang cái thiên mạng trong mình rồi, mang cái sứ mạng thiên liên của Đức Chúa Tôn rồi, tránh không thấy gì khỏi cái khảo vật của nhân loại. Mà cái sự ghét bỏ, sự quan hận đó, họ đã sẵn dành cho mình mà. Chịu nói, thì cái ngụ vị thiên liêng cũng như Đức Chúa Jesus hồi lúc chết trên cây thánh giá là một anh kể cũng như thế, anh tội ác kẻ cướp còn hạ tiện hơn kẻ cướp nữa. Bởi kẻ cướp Ba-ra-ba thì chúng còn, nó còn tha thứ được, còn Đức Chúa Jesus Christ cũng nọ tha thứ không được, nhân loại không tha thứ được.